đường ngoài mà luôn.
cầm tay có sao đâu. Cân xong rồi thì mình buộc lại, ví dụ như là chiếu hay là cái gì đấy, mình cầm cân xong rồi mình lại buộc vào. Thank you.
vào rồi. Nó gửi ở đâu, nó qua cổng vào ở đâu nhỉ? Bạn kia à? Thế nó vào đây hả? Đứng vào nước đòi, nước bé. Hả? Để xe để gọn nó vào đấy. Ờ rồi, từ từ.